Hello tất cả các bác nhá. Ngày nay em đang test hai con đẩy. Một con cho anh Huỳnh Ngọc Như nhá. Anh chuyển khoản trước cho em bên em là 1 triệu luôn. Đó, anh ở Long An. Và một bác khách nữa tí nữa em sẽ chuyển xe. Thì với cái con PL2.18 này thì hai bác này thì đều đi sự kiện hết anh em nhá. À, anh em nghe cái chất âm. À, từng kênh nhá, test từng kênh nhá. Đó. Test từng kênh anh nhá. Ok chưa? Rất chắc anh em nhá, tiếng đánh cực kỳ chắc. Thì với những cái con PL2.18 này, công suất của nó lên tới tận 1.800W một kênh. Đấy, em đang vừa mới bóc thùng ra đây anh em này. Dòng này đều là hai thùng giấy hết anh em nhá. Hai lớp thùng giấy, bên trong đều có xốp hàng nhập nguyên con anh em nhá, hàng nhập nguyên con. Và với những cái dòng cục đẩy công suất lớn này, 4 kênh à 2 kênh này thì anh em chắc là không đã xem rất nhiều video của bên em rồi đúng không ạ? Tiếng đánh rất chắc lực nhé nhé. Nói chung chả về quảng cáo nữa, công suất 1.800W được kênh. Công suất 4 ohm là gần 3.000, hơn 3.000W chứ không phải gần 3.000 mà hơn 3.000W anh em nhé. Đây là nội thất của nó. Những cục này thì thật ra là nó rất là khỏe vì nó sử dụng cái mạch class H anh em nhé. Mà không phải là mạch class H thường, mà mạch class H của nó là mạch class 2H. Vì nó tận 3 tầng áp cho cái biến áp anh em nhé. Biến áp này xuất ra 3 tầng áp. Đấy, 3 tầng áp anh em nhé. Anh em có thể nhìn bình thường, những cái cục đẩy bình thường nó chỉ là 5 giây thôi đúng không? 5 giây. Đây nó tận, xem nào, 4 này, 4 là 8 giây này anh em nhé, 8 giây, 2 tầng áp, 3 tầng áp. Bình thường class H nó chỉ 2 tầng áp thôi, nhưng đây 3 tầng áp anh em nhé. Đánh công suất cực kỳ khủng anh em nhé. 3 tầng áp. Đó, 3 tầng áp này thì đánh cho anh em có thể nhìn thấy ạ. Kể cả MOSFET của nó sử dụng MOSFET để bù áp thì mỗi một kênh của nó, anh em cứ nhìn đây là con, những con ba chân này là MOSFET anh em nhé. Con hai chân này là con diode. Đấy. MOSFET này 1 2 3 4, 4 con bên trên, 4 con bên dưới là 8 con MOSFET một kênh. Đó, 8 con MOSFET một kênh. Bên này cũng vậy. Đấy, mỗi bên là 8 con MOSFET. Nói chung là cái áp của nó đưa ra cực kỳ là lớn, hơn rất là lớn anh em nhé. Đây cho anh em xem đến tận 125V này. 125V anh em nhé. 129V này. Đấy, 82 này, 41 này. Em nhìn chưa? 41 này, 82 này, 129V này. Đúng không ạ? Cực kỳ nhiều áp luôn. Đấy. 41, 82, 129V. Anh em có thể nhìn thấy cái áp của nó cực kỳ lớn. Và cái áp này thì nói chung là những cái con xúc kép coi 125, 130 nó nuốt được hết anh em nhé. Nuốt hết, bao nuốt hết anh em nhé. Và cũng đã giới thiệu với tất cả anh em nhiều rồi. Và nó đánh cực kỳ uy lực. Mạch class, đây là class 2H. Đến tận 3 tầng áp anh em nhé. Lưu ý với anh em là em nói rồi, 3 tầng áp. Đấy, tận đây là 8 giây anh em nhé. Nó như thế này là không khác gì như những cục đẩy 4 kênh công suất lớn. Đấy, còn về chất con này thì anh em khỏi phải bàn rồi. Em bán quá nhiều rồi anh em nhé. Bán đến thời điểm hiện tại đấy, khá là nhiều. Và nó chỉ mới về thôi, nhưng mà bây giờ em bán, khẳng định với em bán được trên 100 chiếc rồi anh em nhé. Trên 100 chiếc. Mới về cách đây tầm hơn 1 tháng, 2 tháng. Nhưng bây giờ đến bây giờ là em bán được hơn 100 chiếc rồi. Và nói chung là độ bền thì hầu như là không có lỗi anh em nhé. Chỉ anh em có thắc mắc là con này nó hơi nặng rồi. Và nó hơi dài anh em nhé, hơi nặng, hơi dài. Nhưng mà đợi anh em đòi hỏi công suất lớn, nhiều anh em lại đòi hỏi nhiều sò, thì nó dài là phần đương nhiên rồi, đúng không anh em? Đấy, công suất lớn lại nhiều sò thì tất nhiên là nó phải dài rồi.
đấy, chứ không thể nào nó ngắn được, đúng không ạ? Và thêm nữa là cái cục đẩy này ấy, nó rất là bền. Trong cái quá trình mình sử dụng, nếu mà có lỗi ấy, thì sửa chữa rất là đơn giản anh em nhé. Anh em có thể thấy là tất cả các linh kiện của nó rất là to, đúng không ạ? Rất là to, khủng. Biến áp thì bằng đồng anh em nhé. Sò thì Toshiba. Sò này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 x 4 là 60 sò anh em nhé. Cả bù áp. Tụ thì rất là lớn. Tụ 10.000 mi. Tụ này là 100V anh em nhé. 100V. 100V 10.000 mi. Thì tụ cao bằng nóc luôn. Tức là 3U anh em nhé. Thì với cái tụ này thì nó cực kỳ khủng anh em nhé. Nói chung là đây là một dòng công suất khủng rồi. Đó. Mặt sau của nó thì nó cũng có phần cắt súp luôn. Đây em xoay mặt sau cho anh em cùng xem. Mặt sau của nó có phần cắt súp nhá. Đây là chỉnh độ nhạy đầu vào này. Đấy, các chế độ đánh này, bridge này, panel, stair. Như con này thì em chưa giờ em phải gạt được bridge cả. Đấy, nó rất khỏe anh em nhá. Chỉ để stair nó đã khủng lắm rồi. Các chế độ cắt này. Đấy, 30Hz 2 pad này, 150Hz loud pad này, đúng không? Limit này. Anh em nhá. Đấy, grouping này, grouping này là cái mắt trong hay mắt ngoài đấy. Đấy, cổng vào và cổng link ra cục đẩy khác, đúng không? Đấy, các cầu ra loa và cả cầu speaker nữa. Đấy, nói chung là con này thì nó khủng rồi anh em nhé, khủng. Linh kiện của nó cũng rất là lớn, đấy, to lớn. Thì giá thì chủ yếu là giá, đúng không? Giá nó hiện tại đang là 9.800.000 đồng và chưa có phí ship anh em nhé. Phí ship con này nặng như này nó rơi tầm khoảng 400, tùy từng nơi. Hơn 400.000 cũng có, tùy từng nơi nhé anh em nhé. Đấy, để em chia sẻ với anh em về nội thất con này, để anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể lên liên hệ trực tiếp cho bên em. Dòng này thì mạch class 2H anh em nhé. Phét bù áp tận 8 con phét một vế và bo lái, bo trên, bo dưới, cực kỳ khủng. Nói chung là chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ về cái chất âm. Đánh thì uy lực, công suất lớn và độ bền rất là cao anh em nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.